Xin chào các bạn. Bên cạnh mình đây là cây CLP 535. Thì cây này là cây đã qua sử dụng rồi. Cái giá mới tinh khi mà xuất xưởng của nó là 44.600. Tròn 45 cho dễ nhớ ha, 45. Thì bây giờ mình bán khoảng trên dưới 25 triệu tùy cái chất lượng còn lại của cái cây đó ha. Nó có màu WA này, nó có màu R và có màu B. Thì đây là màu WA. Màu WA thì nó ngộ lắm, nó không có xám, nó cũng không có trắng tinh. Màu trắng tinh khác nữa nha, màu trắng tinh là màu white, là WH á, còn này WA thì nó hơi xám xám. Nhưng mà màu này dễ thương lắm. Rất là nhiều người thích cái màu này nha. Thường là hàng mà về màu này là hot lắm á, màu hết lắm. Thì kế bên mình đây là cây màu R, các bạn cũng coi qua. Mình lại gần để mình thấy màu R á, thì là mình cứ coi đây, đây là màu đậm đi, màu màu đen đi, nó hơi nâu một chút bởi vì nó là vân gỗ mà, nó vân gỗ. Rồi cái cây này nó đơn giản, nó, cái bộ điều khiển của nó nằm ở bên tay trái, rồi cái bên kia là volume và cái nút nguồn ha. Rồi khi mà đóng nắp lại thì mình kéo trượt nó ra này, mình muốn chơi thì mình đẩy vào ha. Đó rồi mình thử cái, mình demo cái cây này cho các bạn xem để cho nó sáng sủa, nó đẹp, và mình cũng thích cái màu sáng này nữa. Các bạn cũng có thể nhìn bên hông của cây đàn, cây bên đàn nó có cái chân, mình thích những cái đàn mà nó có cái chân ở bên hông vậy lắm, nó đẹp. Thành có liên xuống chân đó. Rồi nếu mà được nó mua cái thảm nhỏ nhỏ để đây rất là xinh, giống như mình nè. Rồi bây giờ mình mổ xẻ thêm một chút coi là nó ưu điểm của nó chỗ nào nha. Rồi cái cây này hiện tại mà mới nhất á, là cái dòng series 600 thì ta có 635 xuất xưởng là 45 triệu. Thì cây này cái cũ mình bán trên dưới 25 triệu, thì tức các bạn đang nếu mà mua đàn cũ thì tiết kiệm khoảng độ 20 triệu đó. Nếu các bạn mua mới thì tốt quá rồi, mình nói làm gì nữa. Nhưng mà nếu các bạn bảo là bỏ 25 triệu để mà mua một cây đàn cỡ chất lượng như vậy, thì mình thấy đây là một cái lựa chọn rất là đáng giá. Và đáng giá ở chỗ là cái cây mới nhất, thì trước cái cây mới nhất thôi thì cái công nghệ của nó đó đến giờ nó không có cách xa nhau, và cái năm sản xuất nó cũng khá gần ở đây, thì nó trong phạm vi năm 2014 đến 2017. Thì 2018 nó ra cái cây dòng 600, thì dòng 500 nó ra trong phạm vi 2014 15 16 17. Nhưng cây sau lưng của mình là 2016 nè, thì 2016 đến bây giờ là 2020, thì thật ra họ mới xài có 4 năm. Thì một đối với một cây đàn không xi nhê gì hết, không ăn thua gì với một cây đàn hết, cây đàn xài mười mấy 20 năm hoặc thậm chí hơn nữa. Rồi, các bạn quan sát trong cái bảng điều khiển này thì ta có là chỉnh nhiều thứ tiếng khác nhau, thì riêng trong cái bộ piano này thôi đó, các bạn nhìn màn hình ta có tiếng gì đây, CFX Grand, tức là cái cây CFX Grand là cái cây mắc nhất của hãng Yamaha, họ đã gắn cái tiếng nó vô cái đàn này. Rồi next thêm nha, ta có tiếng bố Sandofer, các bạn thấy không, đây là một hãng rất là danh tiếng, nó ngang ngửa với Steinway & Son, với Fazioli á. Thì hãng Yamaha đã mua luôn cái hãng bố Sandofer này về rồi, và đưa cái tiếng bố Sandofer vào cái cây đàn này. Nếu mà ai muốn đánh cổ điển thì mở cái tiếng CFX và cái tiếng Bosanova thì cực kỳ, ta nói cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, nhiêu đó thôi là mình đã thấy cái đàn này rất là giá trị rồi. Rồi nó bên cạnh đó nó có thêm khá là nhiều tiếng grand khác. Rồi, ở trong cái mục tiếp theo là có tiếng piano điện này, tiếng piano điện cũng có khoảng độ 5-6 tiếng nữa. Tiếng organ đánh trong nhà thờ hay đánh nhạc jazz gì đó. Rồi tiếng string là dàn dây, tiếng bass. Tiếng bass nó cũng hay nè, tiếng bass có acoustic là tiếng double bass á. Rồi double bass cộng với cymbal nè, E bass là, thì cái tiếng này là cái tiếng guitar bass ha. Rồi fretless bass nữa, hay quá. Trong other thì trong other thì nó có cả tiếng guitar rồi này kia ha. Nói chung cây này là cây piano có nhiều cái tiếng piano hay nè, nó có nhiều tiếng piano điện hay, có cái phần bass hay. Mình có thể chia cái bàn phím ra làm đôi để cái tay trái mình đánh bass khi mà mình chơi nhạc jazz chung với ban nhạc.
Nếu mà ban nhạc giống như mình đang chơi ban nhạc thì mình có một saxophone, một anh đánh trống, thì giờ thiếu anh đánh bass. Thì ban nhạc mình biên chế có 3 người thì mình chơi luôn tiếng bass của cái đàn giống như vậy. Thử tiếng CF ha. Cảm ơn các bạn. Bình thường mình nói nhiều quá nên mình thấy thôi mình hơi nói ngắn lại. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn đến showroom để thử những cái đàn mà Hoàng làm demo ở trên này ha. Thật sự là đến nó còn có thêm rất là nhiều cái lựa chọn khác nữa. Bởi vì trong một clip Hoàng đâu có thể nói được hết các loại đàn trong cửa hàng Hoàng đâu. Thậm chí trong cùng một thời điểm thì Hoàng đã có một phần nào đó thôi. Đôi khi nó lại về những cái cây hay hơn. Thì ai hên thì lại trúng những cái hay đó. Nên là các bạn ơi, các bạn bỏ thời gian ra đến để mà thưởng thức, để mà trải nghiệm, để mà linh đàn về. Cảm ơn các bạn nha, nhớ ủng hộ Hoàng nha. Bye bye. Lúc cá thì thôi rồi chị.